Xin chào quý khách hàng, hôm nay 16 tháng 7 2024, thông tin em vừa cập nhật được từ nhà phân phối chính hãng các sản phẩm của Sennheiser thì model micro EW100G4 đã được hãng ngừng cung cấp mới, có nghĩa là họ không có sản xuất cái dòng đó nữa ha mọi người ha. Thay vào đó thì người ta sẽ phát triển model EWD, D này là viết tắt của chữ digital ha mọi người. Thì thông tin chia sẻ từ nhà phân phối đó là họ mang một ít nha mọi người, một ít công nghệ từ dòng digital 6000 thả vào cái dòng EWD này. Thì đối với cái phiên bản EWD này nè mọi người, cái kích cỡ đầu thu là một nửa của cái mộc U á, nhưng mà nó sẽ có cái phiên bản một tay mic và phiên bản hai tay mic. Dĩ nhiên là cái loại hai tay mic thì nó sẽ mắc tiền hơn, đúng không? Thì với cái tầm giá mọi người có thể nhìn thấy là EWD, cái này là EWD nha, đầu 835 hoặc là đầu 845, giá nó xem nhau, nó sẽ rơi vào khoảng 18, nói chung là trên dưới 18 triệu, 18 triệu rưỡi ha. Còn đối với cái model EW100G4 đầu 945 thì cái giá tiền nó cũng chỉ nhỉnh hơn dòng này một chút xíu thôi. Nó rơi vào khoảng trên dưới 20 triệu ha mọi người. Hiện tại là đang còn một bộ nè. Đó, quý khách hàng nào thích hốt luôn ha mọi người ha. Thì coi như bây giờ trở thành hàng hiếm rồi. Bởi vì nhà sản xuất người ta ngừng cung cấp thì trở thành hàng hiếm thôi, đúng không mọi người? Thì đối với hai phiên bản mọi người có thể nhìn thấy là EW100 ngừng sản xuất rồi, coi như là thành đầu cổ rồi ha mọi người ha. Thì âm thanh số trí tâm của bên em đã từng review, mở hộp, giới thiệu, test thử, thay các trò các kiểu, các cái đầu 835, 945, 965 và Newman KK thay vô đây thì không hát được nha mọi người. Cá nhân em thực tế thì em lấy cái đầu Newman KK 205 là cho vô đây là thấy nó không ăn ha. Riêng cái dòng digital này nha mọi người thì em đưa tất cả các cái đầu vào đây đều ăn hết. Ví dụ như là 835, 845, 945, 935, 965, 865, KK205 đưa vô đây quất luôn ha mọi người ha. Thì nó là đời mới hơn mà, đúng không? Một số khách hàng sẽ thắc mắc là hai dòng này chắc âm như thế nào, phê như thế nào. Thì đối với âm thanh á, cái việc hay hay dở nó phần lớn nó phụ thuộc vào thứ nhất là bộ dàn, thứ hai là setup, và cái quan trọng nhất nó nằm ở chỗ là cái người hát. Thì nhân tiện ngay bây giờ em kính mời mọi người cùng nghe một khách hàng đến từ Hà Nội. Từ Hà Nội nha mọi người nha, nhưng mà yêu mến âm thanh số trí tâm của bên em, đến trực tiếp tại đây rinh cái bộ EW100G4 này về. Kính mời mọi người cùng nghe qua, lắng lòng lại, chỉ có 2 phút thôi nha mọi người, nghe xem coi nó phê như thế nào. Sau đó thì mình sẽ cũng tiếp tục lắng lòng lại, mình sẽ nghe qua cái dòng EWD này xem như nào ha mọi người ha. Không giờ rồi em ngủ đi thôi. Hay quá. Tới đâu mà lo lắng em ơi, tháng nghèo mà biết mến thương nhau, còn hơn giàu có đôi thay màu. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không giờ rồi em biết chưa em, sao em còn thức trong đêm, bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn em. Thấy sao mọi người? Thấy này phơi không? Thấy này phơi không? Phơi chứ sao không phơi, đúng không? Rồi bây giờ em sẽ mời mọi người lại tiếp tục lắng lòng lại, cũng chỉ phút mấy hai phút thôi, xem còn phơi hay không nha. Phơi không nha, nghe cho kỹ nha mọi người. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chờ đôi ngày qua miền xa, mà nghe rừng thiêng gọi la tiếng mì tiếng non, khi chiến trường nằm yên thở khói, đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới đao thông hào. Thấy sao mọi người? Thấy cái nào phê? Thấy cái bộ bộ hết thời này phê hay là cái bộ hiện thời này phê? Mỗi cái nó sẽ có một, phải dùng từ là
một cái chất lượng tiếng khác nhau, bởi vì cơ bản là hai cái đầu mic nó cũng khác nhau, đúng không mọi người? Và giá tiền như em đã chia sẻ từ đầu, với cái tầm giá mà dưới 20 triệu, nó sẽ có giá tùy từng thời điểm nha mọi người. Ở thời điểm hiện tại thì em thấy rất là tốt, tầm khoảng 18-18 rưỡi gì đó thì mình đã có một cái bộ EWD đầu 835 hoặc là đầu 845, thì em thấy rất là phù hợp trong cái tầm giá mà karaoke gia đình dùng là tuyệt vời. Không có nghĩa là sân khấu không dùng được nha mọi người. Trời ơi, sân khấu nằm mơ ước không có những cái dòng như vậy, chứ đừng có nói mà gia đình ha mọi người ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này, thấy thích thì cho em một cái like, thấy khách hàng hát hay cũng cho hai cái like luôn ha. Rồi, cảm ơn mọi người.